Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi, lại chuẩn bị bước vào một cuối tuần nữa các bạn Ngày mai đó thì uh, Thuận bận một số công việc, Thuận hy vọng là về nhà sớm Thì có thể chia sẻ video với các bạn, ngày mai Thuận sẽ chia sẻ thêm trên mạng xã hội Nhưng mà thứ bảy ở Hoa Kỳ, ngày này Chủ nhật Việt Nam, đó, Thuận cũng sẽ nghỉ ngơi một ngày Do đây tôi hình sôi động quá các bạn, cho nên Thuận chia sẻ không ngừng nghỉ luôn Và dạo này công ty cũng khá là bận, cho nên Thuận muốn Nghe, nghe một chút và chúng ta trước hết á, thấy nhìn vào tình hình thị trường nói chung đó thì các bạn thấy được là chỉ số chứng hoa kỳ ngày hôm nay thì uh, sao thường nhớ là ba ngày liên tục là màu đỏ đó hôm nay cũng đã có một sự hồi phục các bạn cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đó thì đã xanh lại Chúng ta thấy được là Nasdaq thì tăng 0.95 Trong khi là S&P 500 thì tăng 0.37 Dow Jones thì không có thay đổi ngày hôm nay các bạn Chỉ xuống có 0.01% mà thôi Pre-market thì bây giờ ra thì chúng ta thấy lại đỏ nữa Chúng ta có 3 chỉ số à, Điều hiện bây giờ là xuống khoảng chừng là 0.3% một trong những cái thông tin thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới cuộc họp ở hạ viện liên quan tới Fed và chúng ta cũng có rất nhiều những thông tin nổi bật liên quan tới Binance liên quan tới việc là Mark Zuckerberg và là Musk muốn quánh nhau thì những thông tin gì các bạn cần phải nắm được và chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin liên quan tới nhiều quốc gia khác nhau rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới hợp đồng của dầu thì ra sao các bạn hợp đồng của dầu thì hôm nay lại giảm nữa các bạn bây giờ một lần nữa đã dưới 70 đô la ở mức là 68 đô 99 cent cho một thùng dầu còn về vàng thì sao vàng đó thì các bạn thấy được là lại xuống một ít nữa ở mức là 1921 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao? Crypto thì chúng ta thấy là BTC thì vẫn giữ được mức là 30.000 đô các bạn. Sau khi chúng ta thấy BTC đã tăng rất là nhanh trong vòng một tuần qua thì đã có thể giữ được cái mức là 30.000 đô. Và nếu chúng ta nói riêng về BTC đó thì đây là một biểu đồ hitmap map mà nhiều bạn à, cũng đã quen thuộc rồi. Đây là một biểu đồ cho các bạn à, thấy được là những cái nhóm ví khác nhau lưu trữ BTC thì họ đang làm gì? Họ đang nạp thêm BTC hay là họ đang có BTC rời khỏi ví của họ nghĩa là họ đang mua hay là đang bán thì chúng ta đã nhìn thấy được là những cái nhóm địa chỉ ví đó từ dưới lên trên chúng ta có là dưới một BTC rồi tới 1 tới 10 BTC và lên trên đây đó cao nhất đó chính là những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC còn cái màu này đó thì cũng đơn giản các bạn từ màu đỏ đến màu xanh cái an đỏ đó có nghĩa là họ đang bán hay là có BTC rời khỏi ví và càng xanh thì có nghĩa là họ đang nạp BTC vào còn chính giữa này đó màu vàng có nghĩa là không có động tĩnh gì các bạn chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó những cái địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC có nghĩa là cái phần trên cùng này các bạn thấy họ đã liên tục thu mua hay là liên tục nạp BTC vào một thời gian à, và chúng ta đã nhìn thấy được là hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đã, đã chuyển qua thành màu vàng có nghĩa là là những cá voi lớn nhất bây giờ đó họ đã giống như là ngưng thu mua hay là ngưng nạp BTC vào ví của họ rồi. Bên dưới này đó thì hiện tượng ngược lại các bạn, chúng ta thấy là trong vòng một thời gian qua đó từ thời điểm là tháng 5 tới bây giờ thì chúng ta chỉ thấy những địa chỉ ví hơn 10.000 BTC nạp BTC vào mà thôi. Còn những cái nhóm khác đó hầu như là bán hay là có BTC rời khỏi hiểu một cách đơn giản hơn là những cái vôi lớn nhất họ đang thu gom những nhóm ví còn lại thì bán cho họ và chúng ta nhìn thấy một điều ngược lại đã xảy ra những nhóm ví còn lại bây giờ đó thì đã từ từ chuyển từ màu đỏ đậm lên tới màu vàng các bạn chúng ta thấy được là những cái nhóm địa chỉ ví này đã chuyển thành màu vàng có nghĩa là từ từ hai bên nó đã đi vào chính giữa các bạn kế tiếp sẽ ra sao thì chúng ta phải chờ mới biết được nhưng mà thông tin này đó thì có nghĩa gì Thật ra đây là một cái heat map rất là mới các bạn chỉ được chia sẻ bởi Classno từ lúc tháng 5 của năm ngoái cho đến bây giờ mà thôi cho nên chúng ta không có nhiều tài liệu lịch sử nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được sau khi mà có cái sự sụp đổ của FTX đó, thì ngay thời điểm đó hầu như chúng ta có rất là nhiều địa chỉ ví đó đều gom hàng các bạn hay là đều thu mua và nạp BTC vào ví của mình tất cả các nhóm luôn các bạn thấy rất là xanh nhưng mà sau một thời gian đó, từ khoảng chừng là giữa tháng 11 cho đến giữa tháng 12 thì phần lớn các địa chỉ ví hầu như đã ngưng không tích lũy nữa các bạn nhưng mà cái nhóm địa chỉ ví mà có nhiều BTC nhất thời điểm đó thì vẫn tiếp tục tích lũy và tiếp tục tích lũy mãi cho đến khi nào các bạn mãi cho đến khi mà chúng ta nhìn thấy được là họ à, đã tới cái thời điểm khoảng chừng là giữa tháng 1 của năm nay thì mới ngưng tích lũy và chuyển thành màu vàng như là các bạn đang nhìn thấy trên bản hình và trước đó chúng ta cũng đang thấy là có một thời gian ngắn đó họ cũng chuyển thành gần như màu vàng ngay thời điểm này các bạn đó chính là lúc mà khoảng chừng gần tháng 1 của năm 2023 thì lúc đó có thể là nhiều người cũng nghĩ là họ sẽ ngưng tích lũy nhưng mà họ lại tiếp tục tích lũy nữa trong khi mà những nhóm khác đó các bạn thấy được là từ màu xanh đã chuyển thành màu vàng và mà chữ thành màu đỏ. Và chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà cái nhóm mà có nhiều BTC nhất đó họ thực sự đã ngưng tích lũy, đó chính là thời điểm khoảng giữa tháng 1 thì lúc đó chúng ta theo giá BTC chỉ khoảng có là 20.000 đô mà thôi. Thì sau đó như thế nào các bạn? Sau đó đó thì họ không tích lũy mãi cho đến lúc mà giá BTC lên tới khoảng chừng 24.000 đô đó. Thời điểm này là qua tháng 2 của năm nay. Bắt đầu là chúng ta thấy là BTC của họ rời khỏi ví và chúng ta được là tiếp tục hiện tượng đã xảy ra mãi cho đến giữa tháng 4 khi mà giá BTC lúc đó đã lên tới mức là khoảng 29.000 đô ngược lại chúng ta thấy được là những địa chỉ bí khác đó thì lại chuyển thành màu xanh thời điểm đó có nghĩa là những cá voi lớn bán những địa chỉ bí còn lại lại thu mua lúc nào chúng ta thấy được cái nhóm bên trên cùng nó nó đều có cái xu hướng ngược lại với lại đám đông hết thì chúng ta thấy được những gì chúng ta thấy được duy nhất đó là một lịch sử không có dài mà thôi nhưng mà lịch sử mà chúng ta nhìn thấy được cho thấy là cách đây vài tháng khi mà cái nhóm có nhiều BTC nhất họ ngừng thu mua đó thì giá BTC đã đi hàng ngang một thời gian rồi sau đó lại có sự tăng trưởng lúc đó mới là lúc mà các bạn thấy BTC rời khỏi ví của họ như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nói chung chúng ta cũng không có thể nào mà dựa trên cái thông tin này mà chúng ta có thể đưa ra quyết định mua hay bán là các bạn đây chỉ là một trong những thông tin mà các bạn cần phải nắm bắt để có thể là hiểu hơn mà thôi chứ còn chúng ta phải tích hợp thông tin này với tất cả những thông tin khác và như bạn nào mà trade nhiều ra thì cần phải tích hợp với phân tích kỹ thuật chúng ta cũng cần phải nghĩ đến nhiều cái thứ khác nhau chứ không phải là chỉ dựa theo một cái hit map này đây chỉ là một cái hit map cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về những địa chỉ ví hiện bây giờ đó họ đang làm gì mà thôi và đây là điều mà Thùng mong muốn chia sẻ với các bạn. Bản thân Thùng thì các bạn đã biết là không dựa vào bất cứ một cái tín hiệu riêng lẻ nào hết á thuận thì chỉ quan tâm nhiều đến xu hướng dài hạn tin tức nền tảng và và cái xu hướng của thị trường này tương lai sẽ ra sao đó chính là điều thuận quan tâm cho nên đầu tư dài hạn thì cũng không có quan tâm nhiều đến ngắn hạn sẽ ra sao đâu các bạn cho nên những thông tin mà khiến cho người lo sợ thuận lại không cảm thấy lo sợ tại vì thuận nghĩ BTC ngày lại sẽ càng có giá trị dài hạn và ngày lại càng sẽ có nhiều người quan tâm đến thị trường này hơn đó là lập luận đầu tư của thuận cho nên thuận cứ tiếp tục chung bình giá mà thôi và những lúc mà thuận chốt lời hay là cân bằng bạn đầu tư thuận điều chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội rồi chúng ta hãy nhìn vào một cái tài liệu khác các bạn đây là tài liệu liên quan tới cái số lượng định lon và số khi bây giờ ra sao trên những sàn chúng ta cũng đã biết là cái sự tăng trưởng của giá cả đó trong thời gian à, cả tuần qua là không phải vì nhiều lệnh bị thanh lý mà là thực sự có ai đó đã mua spot thì cũng có một số bạn hỏi thường là tại sao mà chúng ta lại thấy nhiều người mua spot như vậy tại sao à, họ không mua otc đi cho nó giá nó tốt hơn mà không ảnh hưởng đến thị trường Thật ra đó chúng ta cũng nên hiểu otc là một cái sàn dòng ngoài mà thôi thì cũng như tất cả các, các sàn trên đó sẽ có nguồn cung nguồn cầu của các bạn không phải lúc nào cũng có sẵn BTC để thu mua đâu thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn chúng ta nên hiểu là nếu như một ai đó muốn thu một số lượng lớn mà OTC không có đủ thì họ cũng không có cách nào khác ngoại trừ là họ phải lên trên sàn spot để thu mua đó là điều của các bạn nên hiểu chứ không phải là lúc nào cũng có sẵn các bạn chúng ta lên uh, OTC các bạn nói các bạn muốn mua 100 ngàn hay là một triệu BTC không có sẵn đâu không ai mà có nhiều BTC để sẵn trên đó để bán cho các bạn và chúng ta nhìn thấy được là ngay thời điểm này Nếu như mà chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng long suy là short swing xảy ra đó Thì khả năng là cái nào sẽ xảy ra trước Thì bây giờ chúng ta không có biết được rồi các bạn Tại vì chúng ta nhìn vào cái sự phân phối giữa những lệnh long và short của BTC đó Thì gần như là bằng nhau Đây là cái lệnh phân phối à, tính theo 4 giờ các bạn Và chúng ta nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó Thì cũng như vậy mà thôi Trong vòng một ngày qua các bạn thấy được là 49% Nhiên về lệnh là lệnh long còn lại khoảng chừng 51% là như và định số trong thời gian ngắn hơn đó một giờ qua thì cũng nó cân bằng với nhau các bạn BTC thì 51% vẫn nghiêng về là long còn khoảng chừng 49% là nghiêng về short hai cái nó rất là cân bằng với nhau hiện tại hy vọng là cuối tuần này sẽ là một cái cuối tuần sôi động các bạn chứ không có ảm đạm như là những cái cuối tuần trước đó rồi chúng ta nhìn vào thị trường nói chung đó thì chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa thì hôm nay giảm một chút các bạn xuống 1.5% à, Nhưng mà vốn hóa thì vẫn hơn 1.2 nghìn tỷ BTC chúng ta đã nói tới rồi không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua vẫn ở mức là 30.000 đô Ethereum thì xuống 1.9% các bạn nhưng mà BNB thì các bạn thấy được đã xuống 4.8% trong vòng một ngày qua XRP xuống 3.4 chúng ta có Cardano xuống 1.8 Dogecoin xuống 3.0 Solana xuống 4.4 nói chung đó thì BTC giữ được nhưng mà những đồng lớn khác đó thì đều có sự suy giảm một chút ngày hôm nay chúng ta hãy nói tới thông tin lớn đầu tiên thì muốn chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin thú vị khác liên quan đến crypto thì chúng ta đầu tiên hết sẽ nói về cái buổi điều trần của Fed tại Thượng viện hôm qua đã đến Hạ viện rồi hôm qua đến Thượng viện thì một số bạn có hỏi thuận trên mạng xã hội là có thông tin gì hay là không thì hôm nay đã không có nhiều thông tin nổi bật các bạn ngoại trừ một cái thông tin chia sẻ với các bạn tại vì thường nghĩ là những gì mà cần nên nói đó đã nói ở Hạ viện rồi nhưng mà hôm nay đó ở cái buổi điều trần tại Thượng viện thì có câu hỏi liên quan tới là những cái quy định mà Fed sắp sửa áp dụng cho những ngân hàng tại vì các bạn đã biết là sau khi mà chúng ta đã trải qua hồi tháng 3, tháng 4 đó có nhiều ngân hàng bị sụp đổ như là svb First Republic vân vân. Thì sau đó đó thì chủ tịch Fed cũng đã nói là sẽ áp dụng thêm một số quy định để ràng buộc những ngân hàng phải dự trữ nhiều tiền hơn để những cái tình trạng đó không xảy ra nữa. Thì có rất nhiều người lo lắng là hiện bây giờ đó những ngân hàng nhỏ họ đã gặp nhiều khó khăn rồi, lãi suất đang ở mức cao, nhiều ngân hàng nhỏ bây giờ đó họ cũng đang đối đầu với một cái vấn đề đó chính là những bất động sản thương mại họ cho vay cũng khá là nhiều. Thì nếu như bây giờ áp dụng quy định chặt chẽ hơn về lưu trữ nhiều tiền hơn thì sẽ làm những ngân hàng này đó cái vốn của họ sẽ không còn bao nhiêu hết thì hôm nay ở buổi điều trần thì Fed đã nói là những ngân hàng mà có tài sản dưới 100 tỷ đô la nghĩa là những ngân hàng nhỏ đó thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quy định mới nào liên quan tới tiền dự trữ những quy định mới này sẽ chỉ áp dụng với những ngân hàng lớn hơn hơn 100 tỷ đô la mà thôi và chúng ta thấy được ước tính bây giờ đó là dựa theo tài liệu đến từ S&P Global Market Intelligence đã ước tính là có khoảng 576 ngân hàng tại Hoa Kỳ hiện bây giờ đã vượt quá quy định hoặc là cho vay quá mức À, liên quan tới bất động sản thương mại. Chúng ta đã biết là vấn đề á, nằm ở bất động sản thương mại thì bây giờ là một vấn đề mà bộ tài chính rất là quan tâm và fed cũng rất quan tâm luôn. Tại vì chúng ta nên hiểu là bất động sản thương mại đã thường là cho vay trong khoảng thời gian là 7 năm, 10 năm mà thôi. Có nghĩa là các bạn à, mượn tiền ngân hàng để mà thu mua bất động sản nhưng mà không phải để ở mà đó là bất động sản để các bạn xây những cái building để cho người ta mướn là làm mặt bằng làm ăn hay là xây những cái building để người ta mướn làm office các bạn làm văn phòng hay là các bạn xây lên để cho người ta buôn bán thì đó là những cái bức bất sản thương mại và họ cho vay thường là 7 tới 10 năm chứ không giống như là cho vay mua nhà tới 15 hay là 30 năm, phần lớn là 30 năm các bạn. À, thì cái vấn đề đây đó là bây giờ những bất động sản này đó còn khoảng chừng là 2 năm nữa hay là một năm nữa thì có rất nhiều những bất động sản này họ sẽ đến ngày trả hết tiền cho ngân hàng thường đó họ trả một số tiền ấn định hàng tháng không phải là nhiều lắm nhưng mà tới lúc mà hết hạn rồi đó trong vòng 7 năm hay 10 năm thì tới thời điểm đó họ phải trả hết cái phần còn lại ngay một lúc luôn, có nghĩa là gọi là balloon payment thì cách họ làm xưa nay là khi mà đến gần cái ngày đáo hạn họ sẽ đi vay một cái ngân hàng khác rồi lại kéo dài 10 năm nữa và cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà vấn đề là nếu như mà họ đã vay cách đây khoảng chừng 7 năm, 10 năm nên lãi suất lúc đó so bây giờ đã khác xa rồi các bạn. Những cái nợ đó bây giờ nếu như họ refinance mượn lại thì lãi suất sẽ cao hơn nữa. Những công ty đó họ có thể là sẽ phá sản và nếu như họ phá sản thì những ngân hàng mà đang cho họ vay cũng sẽ gặp vấn đề. Vì lý do đó các bạn thấy được là cho dù Fed nói là cần phải tiếp tục tăng lãi suất để đẩy lùi lạm phát nhưng mà đẩy lùi lạm phát bây giờ chỉ là một trong những điều quan trọng mà Fed cần phải quan tâm mà thôi. Có rất nhiều điều khác nữa các bạn. Chúng ta nói tới áp lực mà chủ tịch John Powell cần phải đối đầu bây giờ đối với lại năm 2024 khi mà chúng ta đã thấy là sẽ có thêm một cái cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ xảy ra nữa và đương nhiên lúc nào cũng vậy người mà đứng ra ứng cử mà đang giữ chức vụ tổng thống bây giờ đó thì đều muốn nền kinh tế sôi động và tăng trưởng phát triển mạnh ai cũng có công việc làm ai cũng có tiền trong túi thì họ mới có khả năng bỏ phiếu cho mình chứ nếu như không đó thì rất là khó để mà tái đắc cử thì áp lực đó cũng đến từ chính trị chúng ta hãy được là áp lực đó cũng đến từ tình hình không được ổn của những ngân hàng cho nên cho dù là chứ john powell đã nói rất nhiều lần là có khả năng sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất nữa rất rõ ràng luôn nhưng mà thị trường bây giờ nếu chúng ta nhìn vào chỉ số futures thì ở trên CME cho thấy được là 76.9% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25% vào cái uh, lúc hợp lần kế tiếp là ngày 26 tháng 7 và sau đó sẽ không tăng nữa các bạn chúng ta được là ước tính tháng 9 cũng như vậy ở mức là 5.25 tới 5.5 nghĩa là sau khi tăng 0.25 thì giữ nguyên một chỗ tháng 11 cũng như vậy và tháng 12 cũng như vậy các bạn đó là phần lớn mọi người nghĩ bây giờ có nghĩa là mọi người nói là Fed nói gì thôi chứ còn cung lắm là tăng thêm một lần nữa chứ không có tăng hai lần như là Chủ tịch John Powell nói đâu đó là những gì mình không muốn chia sẻ với bạn liên quan tới buổi điều trần và suy nghĩ của thị trường thông qua những chỉ số futures và chúng ta thấy được là đó là liên quan tới Fed nghĩa là ngân hàng trung ương ở Hoa Kỳ mà thôi. Còn ở nước Anh thì chúng ta lại thấy ngược lại là ngân hàng trung nước Anh bất ngờ tăng thêm lãi suất là 0.5% để tiếp tục chống lại lạm phát. Khác với liệu Hoa Kỳ các bạn, chúng ta hãy nhìn thấy ở trên màn hình đây là cái chỉ số CPI và Core CPI của nước Anh. Core CPI là phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và thực phẩm. À, thì chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đó tuy sau khi mà đạt đỉnh điểm là tháng 10 của năm ngoái ở mức là 11.1% sau đó thì các bạn đã thấy được là CPI này đã giảm rồi sau đó giảm tiếp tục nhưng mà trong dòng thời gian từ tháng 4 tới tháng 5 đó, thì CPI không giảm mà đi hàng ngang nhưng mà ngược lại đó Core CPI thì sao các bạn Core CPI không những là không giảm mà còn tiếp tục tăng nữa các bạn Có nghĩa là lạm phát của nước Anh hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm luôn Ở Hoa Kỳ đây thì Fed nói là đã có dấu hiệu suy giảm rồi Tại vì chúng ta đã theo dõi tháng này và tháng nọ CPI và Core CPI đều giảm Giảm theo thời gian chỉ là tốc độ giảm không như Fed muốn mà thôi còn ở nước Anh thì có phải như vậy các bạn, Core CPI thì vẫn tăng và tính tới tháng 5 đã, đã tăng lên tới 7.1% rồi. Và bên dưới này đó là biểu đồ liên quan tới lãi suất thì các bạn thấy được là cũng tương tự như là lãi suất của Hoa Kỳ tăng liên tục và tăng rất là nhanh luôn từ tháng 12 của năm 2021 tăng liên tục tới cái mức hiện tại đó là khoảng chừng 5% các bạn tương tự như là Hoa Kỳ. Một điều mà các bạn nên thấy đây đó là chúng ta đã nhìn thấy được là lãi suất của nước Anh đã mức giống như là 0% một thời gian dài luôn các bạn Từ tháng 3 của năm 2009 mãi cho đến là tháng 8 của năm 2016 Một thời gian cực kỳ dài luôn rồi sau đó tăng lãi suất một thời gian cho đến năm 2017 Thì uh, tới lúc là tháng uh, 11 của năm 2017 thì chúng ta lại thấy giảm lãi xuống một lần nữa xuống còn 0% và chúng ta được là tới lúc mà có đại dịch thì lãi suất cao quá thấp rồi chỉ có 0.25 mà thôi cho nên lúc đó đó nước Anh chỉ có thể giảm xuống còn 0.1 và cho đến tháng 12 của năm 2021 thì lại phải tăng ngược trở lên nói chung đó, thì các bạn thấy là một trong những cách suy nghĩ là tại sao lại không để lãi suất thấp tại vì một quốc gia chỉ cần giữ lãi suất thấp là 0% thôi thì sẽ kích thích được nền kinh tế kích thích người ta mượn tiền mua nhà mua xe mở công ty thì nền kinh tế sẽ phát triển thì cứ đó là đúng các bạn nhưng mà chúng ta nên hiểu là đây là con dao hai lưỡi khi mà các bạn cứ lợi dụng lãi suất thấp 0% để kích thích nền kinh tế hoài thì sẽ như thế nào các bạn thì mọi người sẽ bị nghiện lãi suất thấp đó và khi mà không còn lãi suất thấp nữa đó thì họ không biết làm sao để tiếp tục phát triển à, và nhất là khi chúng ta có một cái sự kiện mà không ngờ đến đó, giống như là chúng ta thấy dịch bệnh xảy ra vào tháng 3 thì chúng ta không còn bao nhiêu À, phần trăm lãi suất thì có thể giảm nữa cho nên lúc nào cũng vậy chúng ta cần phải có một cái phần trăm lãi suất nào đó chấp nhận được nhưng mà vẫn kích thích nền kinh tế thì lợi như có chuyện gì thì chúng ta mới có cái phần khẩn cấp đó để giảm xuống nói chung thì phần trăm lãi suất của Anh không biết còn tăng thêm bao nhiêu nữa các bạn, ở Hoa Kỳ thì có lẽ là tới đây hay là thêm một lần nữa là là xong rồi Đức Anh thì chúng ta không biết tại vì Core CPI không có dấu hiệu suy giảm hiện tại Thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin đến từ Dennis Porter thì đây là người đứng đầu của một cái quỹ phi lợi nhuận có tên là Satoshi Ackfen. Đây cũng là một trong những cái quỹ mà liên tục làm việc với nhiều thành viên của quốc hội Hoa Kỳ để họ hiểu hơn về BTC, các bạn. Thì ngày mai đó tất cả 535 thành viên của quốc hội, trong đó bao gồm cả thượng viên và hạ viện sẽ nhận được một quyển The Bitcoin Standard. Đây là một quyển sách mà rất nổi tiếng liên quan tới BTC. Bản thân thường thật ra cũng chưa có đọc, các bạn. Nhưng mà quyển sách này sẽ gửi đến cho tất cả thành viên quốc hội và sẽ gửi đến tận văn phòng Không biết là bao nhiêu thành viên quốc hội sẽ đọc quyển sách này nhưng mà có 535 người các bạn chỉ cần là 5% hay là 1% đọc thôi thì chúng ta cũng đã có thêm người bạn ở trong thị trường này. Chúng ta cũng đã có nhiều người quốc hội đã ủng hộ thị trường này một cách công khai. Hy vọng chúng ta có 1% thôi là thêm 5 hay 6 thành viên mới đọc quyển sách này rồi sẽ chuyển qua ủng hộ BTC để xem coi như thế nào.